Tổng thống Mỹ Donald Trump buộc phải hủy chuyến thăm bất ngờ tới vùng phi quân sự chia đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Ông Trump muốn tới thăm khu vực này trong bối cảnh căng thẳng dâng cao giữa Mỹ với Triều Tiên về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chuyến bay bằng trực thăng bị hủy vì sương mù dày đặc tại vùng biên giới vừa kể. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống thất vọng vì không thực hiện được chuyến đi. Thăm đường biên giới chia đôi hai miền Nam Bắc Triều Tiên 64 năm nay đã trở thành một thông lệ đối với các tổng thống Mỹ để chứng tỏ ý chí chống lại thái độ hung hăng leo thang của Bình Nhưỡng.